Viên Nguyễn, chú có gửi qua PayPal, chú còn giúp một số người nữa. Cái số tiền chú gửi điếu chú Danh là 1 triệu đồng. Cái này để chú có lời nhắn là chúc chú là Giáng sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Thì con cũng muốn gửi đến cho chú cho nó kịp cái ngày Giáng sinh. Vì một vài hôm nữa thì con lại bận bịu công việc rồi. Thì mượn cái địa điểm của cô Minh đây để mà tới gửi biếu chú cái món quà của quý nhân nhân là chú Viên Nguyễn. Chú gửi qua cái tài khoản PayPal. Con xin phép là gửi biếu chú. Chú cũng nhận là có lời cảm ơn chú Viên Nguyễn. Dạ. Đã giúp chú qua khó khăn để có chi tiêu hàng ngày. Dạ. Rất cảm ơn chú. Và cảm ơn con. Và tất cả các ân nhân đã giúp cho chú vượt qua. Rất cảm ơn. Chú Danh là chú Bảy à? Đây, nó chú Bảy. Trời ơi, không biết bấm nó nè. Nè, trời ơi, nè, coi cô Sáu bấm là buồn. Đi ba ma. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, một cái, hai cái. À, cũng như rồi, là có. Một, hai là nghe nè. Gà xuống á, gà sướng á chú Dương. Thầy mù, người ta xài vô quen. Khoan, cô tắt đi, cô làm lại nè. Cô tắt đi, cô làm lại. Cô tắt, cô tôi làm lại con vào. Đâu? Bây giờ bắt đầu cô xài nè. Tắt nè. Rồi. Phải không? Vâng, cô bắt đầu đi. Một. Một là bấm. Rồi. Hai, ba, bốn. Phải rồi, không? Rồi, bốn. Một cái. Rồi. Hai cái. Rồi. Rồi, có số sáu rồi, phải đúng không? Rồi, đúng. Nè, một cái, hai cái là nghe. Rồi, bắt đầu nghe. Đó là nó tiết là lạc rồi đó. À, nó tiết là lạc rồi. Nhờ lại. Đó có số 6 rồi, đúng, chính xác. Đó, hay là hay cô hay ghê á. Tại mình mù mà mình xài theo số. À dạ. Đó là alo á mà bấm không. Bấm cái tay nó đụng là nó lạc rồi. À dạ. Được rồi, đúng rồi đấy. Vậy là mọi người học thêm cái cách xài điện thoại tay mình đụng của người khiếm thị á. Không ạ, ai có duyên thì gặp với chị chứ không đi thường xuyên. Chứ kêu em đi Phước, là không đi. Hả? Lợi liền chú Dương chờ. Cứ từ từ cũng được, đi bình tĩnh rồi, thôi. Rồi. Cứ đi bình tĩnh thôi. Mấy hôm nay cô Minh khỏe không? Dạ cũng vậy. Dạ. À, cũng vậy là sao? Là khỏe hay yếu? Dạ cũng khỏe. À được. Cứ mỗi ngày cũng muốn tìm với người ta. Dạ. Mấy hôm nay thì có ai điện thoại hỏi thăm cô không? Có bà nó mới đặt cho hai cháu. À, cô đấy ở đâu sao cô biết? Không biết. À, chắc có khi... Bà nói cái này, coi cái này. Bà lợi bà nói người ta đó gửi cho bà mà đem lợi mà bắt mới nhờ. À, dạ. Rồi cái bà gọi cho cái ai ở ngoài nước ngoài đó, bà nói bạn bà. Dạ. Cái nói cần nói chuyện với cô Minh thôi, cái bà nói người đó không cần gặp mặt này kia. Dạ. Bà gửi, bà cho... Bà cho cô 200 vậy thôi. Dạ, dạ, vâng. Thôi ai giúp mình trời, được nhiều thì mình quý. Một đồng mình cũng quý cô ạ. Vâng. Một cây làm chẳng nên non mà. Đúng rồi. Mỗi bây giờ 1 triệu người, mỗi người biếu cô 200 thì trời cô có 200 tỷ thoải mái. Lúc mình còn không có tiền, người không phải thì lúc mình không có tiền. Đúng rồi, đôi khi con nhiều khi cháy túi đấy. Đi ra chợ gặp mà... nhiều người mình muốn phát tâm từ thiện nhưng mà lại trong túi chả có đồng xu các bạc nào cái đấy có đấy cô ạ. Vâng. Cô Minh nằm nghỉ đi, chắc chờ chút xíu chú Danh tới hôm nay thì con mượn cái địa điểm cô Minh để vì con tới trễ quá nên là con tới trễ quá nên là chú Danh chú lại dọn hàng mất rồi. Không sao chờ. Đang tính là để kêu chú Danh là mua cho chú một cái ghế. Cô ăn cơm đi, không để ăn như này. Ăn rồi, chú Dương. Canh chú ngon Dương quá. Ăn cơm chưa? Con á, con chưa. Con ăn món khác, không ăn cơm. Ăn rồi, mới ăn á. Dạ. Thế hôm nay rồi cô có ăn mặc đẹp đi lễ nhà thờ không? Hôm nay sao Giáng sinh rồi giới? Có đi được đâu, phải đi. Kêu bạn bè chở đi chơi. Không. Đi vòng vòng. Đâu có ngồi xe được đâu. Không ngồi được á? Không. Ủa vậy chân à? Đâu có leo lên được, cái chân mình vậy rồi sao leo. Thì đi taxi.
Không, không có đi đâu hết, tối ngày ở nhà. Thôi đi, đi đi cho nó khuây khỏa chứ cô cứ ngồi. Tối ngày ở nhà không à. Còn mấy ngày nữa đến gắn cửa cho cô? Tại kỳ đó nó nói 10 ngày, giờ không biết mấy ngày rồi. Dạ. Rồi chừng nó gắn ra mình khỏi dạ. Che lợi, không có chuột vô nữa. Dạ. Khỏi che chuột. Nhà cô Minh mà sạch sẽ ghê à, cô lau không hay là các cô chú cái lau dùm? Gái lau đó, nhỏ mà chọt chọt sạch rồi đó. Nó quét nó lau. À. Đây, căn nhà rất là sạch sẽ. Có người làm phụ dùm hả? Có người phụ dùm, có cô Tấm trong quả thị trèo ra. Làm dùm. Đây, đây có phải một cô Tấm không? Lò lem. Lò lem á, lò lem. Tấm cám á hả? Vâng, cô tấm, tấm. Cô Tấm tấm trong chuyện Tấm Cám ấy, lọ lem gì trời, đây hoa hậu xóm. Chị gái nhà ở đây à? Dạ, nói chung là ở Rạch Giá. À, chị ở Rạch Giá, Kiên Giang. Chị lên Sài Gòn lâu năm chưa? Dạ, lâu. À, lâu rồi. Chị ở đây thì có, ở với gia đình hay là chị ở một mình? Gia đình. Đó, nếu mà chị không ngại thì chị cho em số, em có thể giới thiệu cho chị, chào chú. Chị đây, em chào chú. Chú đây, chị cho em số đi, em chị bấm qua máy của em xong rồi là em có sẽ có số của chị. Có gì? Cô 7 là cô nào? Cậu 7. À. Như là nhắn giùm vậy. Cậu 7 là chú biết cô này à? Xóm. Tức là đang tính là cô này cô tìm cái việc làm thêm từ 3 giờ chiều cho tới khuya. Thì có thể có những cái cháu biết những các cái quán ăn ấy, hoặc những các cái nơi mà họ cần phụ việc vào buổi tối á, thì giúp cô ấy có thêm thu nhập. Thì nhưng mà chị nói thật không đây? Không, nói thiệt. Nói thiệt ra. Nhìn như vậy chứ không phải như vậy đâu. Đâu, nhìn thấy đẹp gái này chắc gì đã chịu đi làm. Không, đi làm tại vì thấy như vậy chứ không phải như vậy, nhưng mà thật sự thiệt mà lúc thì ví dụ nếu mà em nói ví dụ giả sử như làm cỡ khoảng từ giúp việc cho từ 3 giờ thì đến mấy giờ thì chị có thể không, nhận được bình việc. Thường nếu mà như vậy thì khoảng 5 giờ à hay 6 giờ? 5 giờ. 5 giờ tới ví dụ 10 giờ cũng được. 5 giờ 10 được. 5 giờ tới 10 giờ hoặc 11 giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Vâng, vậy tại là có khi công việc mình sớm trễ dạ, dạ. Bắt thường á. Dạ. Vậy thì cỡ khoảng 5 đến 6 tiếng đúng không? Dạ, buổi tối. Rồi, dạ. Và mỗi một tiếng như vậy thì chị mong muốn cái mức lương bao nhiêu để em hỏi người ta luôn cho. Nói chung á thì người ta nhìn mình ví dụ người ta có công việc đó người ta phù hợp với mình thì không, người ta sẽ mướn. Nó chỉ bưng bê rồi rau dọn bàn các thứ thôi. Em chứ em đi phục vụ này, em phụ quán này gì đâu. Cũng chẳng biết. Nhưng mà ví dụ như chừng mỗi buổi chừng 100.000, 200.000 là được đúng không? 100.000 là được đúng không chị? 100.000 bao ăn. Nhưng mà tối mình đâu có ăn gì đâu. Không, ví dụ họ cứ bao mình bữa ăn là được. Và tối thiểu 100.000 là được đúng không? Hay 200. Từ giờ đến Tết thì em nghĩ chắc là sẽ người ta cần nhiều lao động đấy. Từ giờ đến Tết cần nhiều đấy. Và chị làm được đến Tết không? Chị làm đến bao giờ chị nghỉ ạ? Thì hai mấy là 21 hay 29? 29-30 cũng được, nhưng mà như thế thì có xe để về quê không? Dạ có. Có luôn, rồi. Thì rồi, em sẽ có gì em sẽ báo cho chú Danh biết nhá. Ví dụ như có ai mà tìm người giúp việc thực sự và từ nay tới Tết thì nó cỡ còn khoảng 40 ngày. Đó, nếu mà kiếm được để chị có thêm cái thu nhập chị về quê thì cũng rất là tốt. Mà hy vọng là em nghĩ là chị nói thật chứ nhìn chị xinh đẹp gái này ai đi làm nói cái thật việc sự kia chứ không có nói dốc đâu. Dạ, dạ. Chị tên gì nhỉ? Dạ, tên Hồng. Chị Hồng quê ở Rạch Giá, Kiên Giang. Dạ. Dạ, dạ. Rồi thôi được rồi, em sẽ lưu ý việc này, có em sẽ hỏi giúp chị. Rồi. Dạ, rồi chào chị nhà Hồng nhá. Rồi. Xin lỗi chào chú Danh đã để phải đợi chú để chú đợi lâu. Hôm nay chào các bạn, hôm nay chú Danh tắm rửa nhìn rất là đẹp trai á, cả hớt tóc. Thì hôm nay chú nghỉ là vẫn theo chương trình là cứ 3 giờ mình nghỉ đúng không chú? Dạ đúng rồi. 3 giờ chú nghỉ. Thì có mấy hôm nay có ai liên lạc với chú không? Không, không, không chưa có ai liên lạc đúng với đúng chú. Rồi. Dạ. Thì rồi chú có tính hôm nay đi lễ nhà thờ hay đi đâu không? Không, đâu có đi đâu. À chú không đi đâu, không đi theo đấy. Thôi, hôm nay không làm mất thời gian nhiều chú Danh, con có nhận được một cái số tiền, cái này là gửi qua cái tài khoản PayPal của ngân hàng. Đó thì con có nhận được cái số tiền này là của chú, đây là chú
Viên Nguyễn. Chú có gửi qua PayPal, chú còn giúp một số người nữa. Cái số tiền chú gửi điếu chú Danh là 1 triệu đồng. Cái này để chú có lời nhắn là chúc chú là Giáng sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Thì con cũng muốn gửi đến cho chú cho nó kịp cái ngày Giáng sinh. Vì một vài hôm nữa thì con lại bận bịu công việc rồi. Thì mượn cái địa điểm của cô Minh đây để mà tới gửi biếu chú cái món quà của quý nhân nhân là chú Viên Nguyễn. Chú gửi qua cái tài khoản PayPal. Con xin phép là gửi biếu chú. Dạ. Chú cũng nhận là có lời cảm ơn chú Viên Nguyễn. Dạ. Đã giúp chú qua khó khăn để có chi tiêu hàng ngày. Dạ. Rồi rất cảm ơn chú. Và cảm ơn con. Rồi tất cả các ân nhân đã giúp cho chú vượt qua. Rất cảm ơn. Dạ. Rồi chú giữ con hỏi chuyện chú xíu là bây giờ chú từ nay đến Tết thì cái kế hoạch công việc của chú ra làm sao? Chú có gì thay đổi không? Chú tính dạ, sao? Chú đâu có tính gì được. Bây giờ chỉ làm đó là tới Tết cũng ngồi đó làm luôn chứ đâu đi đâu được. Tết không nghỉ Tết. Chứ giờ đi đâu được, vậy chỗ ở cũng đâu có ấy đâu. Bây giờ Tết rồi, nhiều khi xe mình còn không biết gửi ở đâu nữa. Tết thì nhà người ta để đồ đạc rồi đâu, mình đâu có gửi vô mình, được. Nếu Tết không chú mượn chú treo lên đây. Thì đó, thì bây giờ chưa tính được, nhưng mà chắc mình cũng phải từ từ mình sắp xếp. Dạ. Rồi ấy thì ra nó ngồi đó làm, sáng mình đẩy ra mình ngồi làm tới chiều mình vô. Dạ. Chứ giờ đi đâu bây giờ. Tức là kế hoạch Tết chú là vẫn kiên cường coi là bám mặt đường đúng không? Dạ. Kiên cường bám mặt đường để sửa xe. Dạ. Thế còn không có dù chú có chuẩn bị mua cần phải mua sắm gì không? Không, chú giờ có hôm qua này có mấy người góp ý con là bảo như này này, thực sự ra là xem là chú nên sắm một cái ghế bố hay ghế dựa vào lưng vào tường ấy, chú ngồi cho nó đảm bảo sức khỏe, chứ chú ngồi hẳn dưới đất thế thì thấy nó về lâu về dài ấy. Đó xe cộ nó qua lại hoài, nhiều khi xe chở vật tư á nó vô ra rồi mình thấy nó phải tránh nó nữa. Phiền phức lắm. Chứ bây giờ không, ví dụ có cái ghế đấy thì chú nào lúc nào mệt chú ngả ở chú nằm thì chú thấy ngồi một ghế thì... Cũng được rồi, thấy chú quen rồi, hồi đó chú đi lính rồi cũng vậy rồi chú. Nhưng bây giờ mình phải, bây giờ ngày xưa lúc xưa sức khỏe nó tốt, còn bây giờ sức khỏe nó đâu có được tốt như xưa nữa. Mỗi ngày nó một yếu đi chứ thì chú phải có ngả thẳng cái lưng chú nằm thì nó thoải mái thì chú khỏe hơn chứ. Thì biết nó vậy nhưng mà kể đi, giờ nó vậy rồi nằm đó. Chợp mắt là chừng 10 phút, 15 phút là ấy, lâu lâu mình chợp mắt 10 phút, 15 phút vậy thôi. Cho nó qua thôi chứ giờ mình bài bộn nó cái đường hẻm mà con. Làm gì nó phiền phức người ta lắm rồi, mình để nó bời bột. Rồi mà con để ghế đó, rồi cái đồ xe mình sửa nữa, nhiều khi hay mình sửa 1 chiếc, 2 chiếc, thấy nó chật hết cái đường. Có nhiều khi làm cái người ta ra vô, người ta thấy người ta cũng hơi buồn, người ta không nói nhưng mà đã buồn. Vậy à? Vì mấy cô xúi con bảo thôi đi mua cho chú cái ghế đi để chú ngồi chứ để nếu mà mua được chú nhiều khi mà da chai rồi đó chú mua chú sửa cũng xài được rồi nhưng mà chú thấy làm phiền nó sớm. Xe ra vô con thấy nó ra vô nó kẹt rồi cái xe vật tư nó bự nữa. Rồi đi làm gì phiền với mình làm rồi cái chỗ mình là để xe là đã cản rồi. Giờ mình làm vậy nữa mình sống cái nhờ cái đường hẻm là nhờ lối xóm. Mà mình làm vậy mất lòng lối xóm lắm. Nhiều khi người ta buồn mà người ta không nói. Người ta thấy mình ta quyền, người ta thương, người ta để mình làm, nhưng mình thấy có mình bài ra nhiều quá, mình thấy kỳ lắm con. Vậy là cái vị trí này thì mình không có thể để ghế bố được, nó ảnh hưởng đến đi lại. Mình để thì cũng được, không ai nói, nhưng mà mình thấy kỳ lắm, cái lương tâm mình không cho. Như nhiều khi cái dù công an khu vực nó kêu chú để cái dù bự bự đi, nó để bự, mà không cho ta đi, ta quẹt một cái. Nó phiền lắm, nó kể cái dù nó nhỏ vậy, nắng nó cho hướng nào cái mình nghiêng hướng đó, mình che đỡ là được rồi. Chú sống. Có tính là mở tiệm sửa xe lớn hơn không? Trời ơi, già rồi, giờ không biết sống được bao nhiêu nữa mà mở làm chi nữa con. Giờ cho ổn định yên nghỉ vậy thôi, chứ giờ dưỡng sức khỏe cho nó giái trời, đừng cho đột quỵ là mình có sức khỏe rồi. Nhiều khi ngủ đêm sáng đi luôn là thấy vậy là vui rồi, là mừng rồi, chứ còn không có giờ không có mở cái gì mà không có nghĩ tới cái gì mà cao sang nữa hết á. Giờ mới chỉ 2/3 cuộc đời thôi, gì đâu mà chú đã lo xa thế. Thì cũng kể vậy, mình dưỡng sức mình làm ngàn vậy đi, để trời cho mình thương mình đi, giờ giái ông trời không cho mình cứ ăn hàng ngày, mình làm qua ngày mình kiếm sống thì ngàn ngàn vậy mình sống qua rồi, chứ giờ tay chân nó yếu hết rồi, yếu hết rồi, nhiều khi nó nhức rồi đủ thứ hết á. Nhưng mà gán làm thôi. Con hỏi này, chú Danh đã mua bảo hiểm sức khỏe chưa? Cái đó chú có. Có.
Còn hàng tháng chú có thu nhập, có lương lậu gì không? Không. Không có, không có bất cứ đồng lương nào hết. Có chứ, là lâu lâu nhiều khi bà hạnh nhân rồi bà cho rồi 100 gì đó, 150 gì đó. 50 ngàn hay 50, 50 đô? 50 đô. À, lâu lâu có quý nhân nhân cho. Có là một năm mới cho một lần. Một năm cho một lần, đó là bạn cũ của chú hay sao? Cái đó của bà hạnh nhân á, chương trình của bà hạnh nhân ở Mỹ á. À, chương trình của bà ân nhân ở Mỹ. Hạnh nhân. À, bà hạnh nhân ở Mỹ. Nhưng mà bà mất rồi, bây giờ cái đám con cháu bà làm vẫn làm tiếp. À, là tất nhiên là bả gom cái danh sách mà của Phường Thế Bình á, dạ, dạ, là gần 20.000 người. Gần 20.000 người. Ừ. Thế thì cho cũng nhiều quá chứ nhỉ, 20.000 người mà mỗi người một đấy thì quá trời nhiều luôn. Nhiều á, bả làm lớn lắm. Dạ. Bả, tại vì bên bển mà mỗi năm là cũng như cái đại nhạc hội của đồ mà tổ chức ở sân banh đâu đó, dạ, vô ăn uống hay gì đó là hát ca gì đó rồi bán vé đồ đó là vô một lần gần ra mấy trăm ngàn đô luôn mà. Dạ. Xong rồi gửi biếu các chú. Rồi mỗi năm mình, dạ, mới là gửi biếu chia ra. Dạ. Người nhiều khi người nào nặng á thì 120. Dạ. Còn người nào ấy 100 vậy đó. Dạ. Rồi. Danh sách của bả nhiều lắm. Rồi, rồi đó là cái chương trình của bả, là cái chương trình HO á, rồi đó bả còn lo cho cái những người đi qua định cư nữa. Dạ. Bây giờ đang xin cho 500 anh sĩ quan đi đó. Dạ. Tới giờ mà bên đó giờ hạ giờ thượng viện gì đó nó chấp nhận á, còn hạ viện với ấy chưa chấp nhận. Chú vẫn nắm tình hình rõ đấy. Thì cũng bè bạn đồ đó. À. Chú có hay đi vào cái chỗ nhà thờ mà dòng Chúa Cứu Thế quận 3 không? Có đi. Thí dụ mình một năm nó cho đi khám bệnh tổng quát một lần. Dạ. Ý 2 năm. 2 năm. 2 năm một lần. Đó. Là cho đi khám. Lần gần đây nhất chú khám khi nào? Hình như là tới năm 17 á, 18 rồi qua 19 thì mới khám lại. Vậy là tới 19 là chuẩn bị được khám lại. À, còn bảo hiểm y tế là một năm chú mua bao nhiêu tiền? Không, bảo hiểm thì ở phường nó cho chú. À, phường cho. Thì mỗi tháng là chú đi khám, không có, nó không có lấy lâu lâu. Dạ, cũng như mình xét nghiệm hay gì á thì cái món nào mà nó không có trong đó thì nó mới cho. Dạ, dạ. Nó mới lấy tiền như lấy 40 vậy. Tức là ngoài cái chương trình thì là mình phải trả thêm tiền xét nghiệm, đúng không? Đúng rồi. Còn thuốc đồ lấy đồ làm không có đúng tiền. Dạ. Thành ra mỗi tháng là đi. Cũng như là tháng thì rồi 14 đi á, giờ tới tháng này là 12 đi. Dạ. Nó có hẹn á, nó phanh cái dòng á, hẹn mình đi. Vâng. Rồi tới bữa đó là mình nhín thời gian, mình đi mình lấy thuốc đồ mình uống. Vâng. Gần Tết thì chú Danh sẽ có bộ quần áo mới nào chưa? Có cần phải mua quần áo mới chưa? Để hôm nào con dẫn chú đi mua. Có rồi, mình đồ thì chú có, chứ mặt thì chú cũng lè phè lắm thôi, mặt có mặt sơ sơ. Rồi hỏi chứ vậy Tết ra làm cũng đi vô đi đâu. Nhưng là ngày nào cũng thế, nhưng mà thỉnh thoảng mặc bộ đi ăn cỗ thì có chưa? Có rồi. Lâu lâu thì nó mở anh cổ thì cũng phải có đi. Dạ dạ. À. Thôi con hỏi thăm sức khỏe chú thế thôi. Thì dạ. Cũng chúc chú Giáng sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Con xin phép là con đi về lo công việc. Dạ. Rồi. Chú cũng chúc con Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc. Dạ, rồi tất dạ. Cả ăn dân cũng vui vẻ Giáng sinh. Dạ dạ rồi, con dạ. Chào chú nha, chúc dạ. Chú sức khỏe. Con vui vẻ, an lành, hạnh phúc nha. Dạ dạ. Dạ rồi. Chú đi về à? Dạ, giờ chuẩn bị tắm rửa ăn cơm. À, hồi nãy tắm chưa? Thì đang tắm ăn kia này. Ôi trời ơi. Nhưng mà thế sao chú không bảo thôi để tắm xong đã rồi tôi đi. À tắm xong rồi. À, nhìn cắt tóc trông rất là đẹp trai á, nhìn trẻ ra mấy tuổi đấy chú ạ? Trẻ ra chắc 4 5 tuổi đó. Chú có vẻ thì thỉnh thoảng phải chăm sóc cái nhan sắc chứ này cứ để làm gì nó cứ để sương gió phủ đời trai thế này vậy đi nữa. Bà con nhìn xót lắm. Khỏi có người nào quấy nhiễu, chứ quấy nhiễu là phiền lắm. À, thôi nhưng mà quấy không thì ta cứ đẹp trai là ta phải chăm sóc nhan sắc của bản thân mình chứ. Trẻ thì phải đẹp trai rồi dạ. Kiếm bồ chứ còn già già rồi. Đẹp trai gì nữa. Không, đẹp trai có gì sai, kệ biết đâu có cô nào cô thấy ở. Nhưng mà lỡ bây giờ có cô nào cô thương thì chú có chịu không? Không. Sao không? Khổ rồi. Không, có ai mà cô nào cô thấy cái tính khí của chú cô mến thì giờ cô ấy, ấy ngỏ lời chú không chịu á. Mến thì đương nhiên cũng thiếu gì người, nhưng mà mình rất rối lắm. Giờ nó
giờ lo ăn ăn mình chưa xong đây ở đâu phải đặt cái vụ đó nữa, mệt mỏi nó. Không, nhưng mà một mỏi. Một mình thì mà coi là người ta nói là hai người thuận thì bể đông tát cạn, mà mình chú đúng sao rồi. Tát được. Nhưng mà giờ có hỏi chứ người tốt biết đâu kiếm, nhiều khi kiếm cái người xấu tức là chết nữa. Không, người ta thấy mình là người ta thấy thương là tốt thì người ta mới thương, chứ còn mình xấu người ta đâu có thương. Nói chứ người ta xấu kìa, ví dụ người ta xấu mà mình về mình nuôi nó quậy nữa là thôi. Bán nhìn ra vậy rồi mình vướng vô cái khổ nữa. Đâu, trời ơi, khổ ít mà khi lại sướng nhiều đâu biết đâu. Phải có vận may mình phải thử chứ. Thà chịu lỗ đi con ơi, đừng có chịu khổ. Thà chịu lỗ không chịu khổ ạ. Rồi, chú Thanh về nhá. Rồi, xin chào chú. Rồi, chú đi ạ. Dạ, dạ. Rồi, chào chị gái nhá, chào chị đẹp gái. Chị đẹp gái tên gì quên mất tiêu rồi nhỉ? Hồng. Chị Hồng, rồi, em end video đây nhá. Rồi, bye chị.